Xin chào các bạn, hôm nay trao đổi các bạn một vấn đề là tại sao có một câu hỏi đặt ra rất chi là hay, thú vị. Và một người học toán, một người dạy toán thì rất chi là phải quan tâm đến câu hỏi này. Và có một học sinh đặt ra là sẽ thông qua một hội nghị, học sinh đã đặt vấn đề như sau, đó là tại sao học sinh cần phải học toán nhiều như vậy? Nào là hình học, tích phân, rồi là nguyên hàm, rồi là số phức. Đấy, trong khi đó là rất nhiều môn. Đấy. Mà trong khi đó là có đôi người không cần đến toán. Đấy, chẳng hạn như có đôi người là học có thể học trong phổ thông hoặc là học khoa học, có thể học hệ cấp 2 do điều kiện không có học được, nhưng mà họ là làm rất kinh doanh, rất phát triển, chẳng hạn như các nhà bất động sản này, thì họ rất giàu đấy, rồi là những cái chuyên gia về về các lĩnh vực đầu tư này, rồi là chứng khoán này, rồi là tất cả các lĩnh vực khác, họ có thể là họ học kỹ toán, mà tại sao lại họ lại máu giàu như vậy? Thì một câu hỏi đặt ra như vậy các bạn. Thì câu trả lời thì sẽ là rất chi là mở, nhưng mà chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiểu này, chúng ta không thể lấy một vài người để mà nói lên một toàn thể, mà đây là phải lấy một cái mẫu số rất lớn để toàn dân. Đấy, tại sao chúng ta học lượng đó, nó cho dù là một ít người này là đột biến, chúng ta không thể lấy những cái đột biến, những cái cá thể đó để nói cho một cái tập thể bao la được, đấy, một tập thể quân chúng được. Nhìn chung là học toán sẽ thúc đẩy giúp cho toàn bộ những con người bình thường, một cái mẫu số chung, mẫu số đông là lao động làm việc tốt hơn, đấy, khoa học hơn. Đương nhiên những nhà bất động sản có thể họ học toán, nhưng mà trong những bài toán họ đã giải rất giỏi những bài toán, là bài toán thực tiễn. Chúng ta học toán ở nhà trường là học học những bài toán mà mô hình, các bài toán thực tiễn, giả thực tiễn, chỉ giả thực tiễn. Họ ở ngoài họ đã giải những bài toán thực tiễn, đúng thực nghĩa thực tiễn rất giỏi, chứng tỏ là họ rất giỏi toán. Cho dù họ không biết nguyên hàm tích phân, họ không biết lý thuyết xác suất là cái gì, nhưng mà họ đã vận dụng rất tốt. Cho dù họ không biết định nghĩa xác suất, nhưng mà họ vận dụng nên đầu tư như thế nào, đấy, đầu tư như thế nào ít rủi ro, đầu tư như thế nào phải rủi ro, họ dự kiến được thị trường phát triển như thế nào, chứng tỏ là họ rất giỏi xác suất. Đấy, họ áp dụng xác suất trong cuộc sống rất tốt. Chắc chính người học xác suất giỏi đã áp dụng được, đấy, họ đã áp dụng vào cuộc đời. Cho đến những người đó là họ rất giỏi toán rồi đấy, họ đã đo đạc như thế này, họ không học tích phân nhưng mà họ đã đo đạc, họ đã áp dụng, họ đã phân chia nhỏ, thì đó là họ cũng đã giỏi tích phân rồi. Chứ tích phân ở trên sách, trên giấy vở chỉ là cái hình thức thể hiện ở bên ngoài đấy, chúng ta đừng lẫn lộn cái bài toán hình thức và bài toán thực tiễn là khác nhau đấy. Bài toán thực tiễn là bài toán đi vào thực tiễn cụ thể, và những người họ có thể không học những bài toán trong sách vở, nhưng họ giải quyết những bài toán sách vở rất tốt, ngoài sách vở rất tốt, họ rất giỏi. Nhưng mà những người đó thì có nhiều không? À, rất ít. Đấy, họ phải tự học cuộc sống rất nhiều. Đấy, rất ít. Còn những người nào mà muốn có một cái nền văn hóa phổ thông đầy đủ rồi, rồi áp dụng toán cuộc sống, những người bình thường nếu không học toán thì họ sẽ chẳng biết gì về toán, nhưng họ học toán, họ biết toán và áp dụng những điều đơn giản, họ giúp ích cho cuộc sống họ, thế lòng tốt như sao. Đương nhiên rằng là những cái khái niệm tích phân rồi những cái khái niệm quá cao siêu thì chương trình phổ thông không nên đưa vào, rất phải rất đơn giản. Còn những cái đó nên đưa vào sinh viên toán, rồi sinh viên học thì tốt hơn. Còn học sinh phổ thông học những cái rất đơn giản, cái nào mà cuộc sống cần đến toán thì chúng ta phải học, chẳng hạn như xác suất, thống kê, đo lường, rồi tính toán, toán học, rơi rạc toán tổ hợp, những cái mà liên quan đến cuộc sống là chúng ta học. Nên viết sách giáo khoa, nên định hướng sách giáo khoa theo cái tinh thần như vậy đấy các bạn nhé. Vậy thì tại sao học sinh học nhiều toán cũng là một câu trả lời đấy, các nhà nghiên cứu sách vở làm chương trình cũng phải suy nghĩ cái điều đó. Chúng ta phải giảm cái thời lượng xuống đấy, và học những cái toán mà thiết thực nhất đấy, gần với cuộc sống nhất đấy. Còn học toán để phát triển tư duy là trong những cái môn thì môn toán là phát triển tư duy thì đương nhiên rồi, ok rồi, nhưng các môn khác cũng có cơ hội để phát triển tư duy đấy. Cho nên là chúng ta học toán phải ở những cái mức độ cơ bản, đơn giản, thiết thực, đừng như các cái vị mà cứ tưởng là học sinh của mình sau này là nghiên cứu toán, và cả cái thế giới này đi nghiên cứu toán thì ai lao động sản xuất cho đấy. Họ học toán chỉ có vô kiến thức cơ bản, họ biết tính toán, để biết suy luận rối rích, rồi là biết giải quyết vấn đề, thế là được. Chứ còn học những cái chuyên sâu thì dành cho một số rất ít những nhà khoa học về toán. Thì chúng ta đừng lầm tưởng là học toán đấy để làm gì đấy, các bạn phải nhớ như vậy. Đấy, cái câu trả lời, câu hỏi rất thú vị là tại sao chúng ta phải học toán nhiều như vậy, thì thầy có một số cái ý kiến của thầy như vậy, hy vọng là các bạn sẽ hiểu đấy. Thầy cũng muốn là
phải gọi tròn thấy là vấn đề toán, thấy nó bắt buộc phải học toán nhé. Thầy vẫn thầy cái câu hỏi đó rất hay và thầy đã trả lời cho các bạn một nửa câu hỏi đó rồi. Chúng ta phải tìm cách trả lời, phải đưa cái môn toán thiết thực nhất, vận dụng vào cuộc sống nhất, thì lúc đó là chúng ta sẽ không có cái câu trả lời câu hỏi thứ hai tại sao phải học nhiều, mà học như thế là vừa đủ phù hợp với chương trình năng lực nhận thức học sinh. Có những cái khái niệm toán học rất khó thì tốt nhất đấy, tốt nhất là đưa vào ở chương trình những người nghiên cứu toán, phải tách biệt toán để vận dụng toán phổ cập phổ thông cho mọi người là khác, còn toán là toán nghiên cứu khác. Chúng ta có thể lấy cái toán nghiên cứu để dạy cho học toán đại trà, chúng ta có thể lấy một cái bài toán học sinh giỏi, một bài toán học sinh giỏi để dạy học cho những học sinh đại trà. Và những quyển sách ở đấy viết ra sách giáo khoa phải là bài toán cơ bản phải nhiều, còn bài toán khó phải ít đi đấy. Có thể chuyên khảo thì dùng những bài toán khó cho học sinh chuyên toán, còn những học sinh đại trà thì dùng những cái cơ bản thiết thực ai cũng học được, ai cũng dễ hiểu, tức là những người biết bơi bơi được, những người đi xe đạp được, những người đi xe máy được, là những người học được những cái thứ toán đó. Còn những cái thứ toán quá khó quá cao siêu dành phải dành cho những cái nhà nghiên cứu thì rõ ràng là thuộc lĩnh vực khác, không nên đưa vào toán phổ thông. Và những bài toán quá khó thì đưa vào học sinh giỏi, còn cũng không nên đưa vào sách giáo khoa. Sách giáo khoa chỉ dành những bài toán rất chỉ là cơ bản thôi đấy, cơ bản thiết thực đấy. Còn những cái khó thì học sinh có thể định hướng theo một cái xu hướng khác, đó là học chuyên toán đấy. Thì trên đây là một số suy nghĩ trả lời một câu hỏi của một học sinh này, tại sao chúng ta học toán để nhiều như vậy, tại sao đấy. Thì thầy đã trả lời một nửa câu hỏi. Một nửa câu hỏi này chúng ta phải chọn lọc cho phổ cập những cái giảng toán mà thiết thực nhất trong cuộc sống để chúng ta học, để là dành cho những người làm chương trình đấy. Còn những cái gì mà cả cao siêu không phù hợp nữa đấy, thì rõ ràng chúng ta phải lược bỏ, có thể cái đó chuyển về cho những người nghiên cứu toán đấy, những nhà khoa học toán, những giáo sư toán hoặc là những nhà toán học. Còn những con người bình thường phổ cập đại trà thì dạy những cái đơn giản, chẳng hạn phương trình lượng giảm nếu mà học thì chúng ta học những phương trình cơ bản thôi, còn những cái phương trình biến đổi lắt lẹo dành cho người khác, cho học sinh giỏi đấy. Rồi là những cái bài toán về hình học chúng ta cũng học đo lường khoảng cách, những cái rất 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 cơ bản đấy. Còn những cái quả cao siêu dành cho học sinh giỏi, dành cho những người nghiên cứu toán, không nên lấy cái tư duy của người nghiên cứu toán để đào tạo con người một số chúng số đông, mà số đông chỉ học được những cái cơ bản. Viết sách toán, viết sao cho những người bình thường, những người biết đi xe đạp là những người học được toán, học được những thứ toán đó. Còn những cái quá khó, những cái mà thầy giáo nghỉ 4-5 ngày, 5-6 ngày không giải được để đưa cho trò thì là không nên đấy. Không phải là những bài toán mà thầy giáo không giải được chứ đưa học sinh giải thì đó nó ngược đời đấy. Mà thường thấy là thực tế nhiều, có những người bồi dưỡng học sinh giỏi như vậy, em thầy cũng giải được, đưa cho học sinh giải thì đó là cái vấn đề khác. Đương nhiên học sinh sẽ giỏi hơn thầy là đương nhiên thôi, thầy giáo chỉ dạy những cái đại trà thôi, chúng ta sẽ học hướng dẫn học sinh học những cái đại trà đấy. Và câu hỏi mà thầy thấy rất hay đó là tại sao chúng ta học nhiều toán đến vậy, thì thầy đã trả lời được một nửa đấy. Đấy, và chúng ta sẽ học những cái cơ bản nhất thì lúc đó thiết thực nhất thì em không được nói nhiều, và cái đó là cái rất quan trọng. Còn những cái chi mà phức tạp rườm ra thuộc cái tầm nghiên cứu của giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, xin mời lên các lớp cao hơn, đại học, đại học. Còn chúng ta không học, ngay cả đại học chúng ta chỉ học cái cơ bản thôi. Còn thuộc tầm nghiên cứu đồ đó nguyên hàm, rồi những cái cao dành những người nghiên cứu toán. Và cũng không bao giờ những người làm toán cũng đừng nghĩ rằng là sẽ đào tạo tất cả con người đều trở thành nhà toán học, mà chúng ta chỉ là một vài ba người thôi, còn số đó một chiếm tỷ lệ một rất nhỏ để là người nghiên cứu toán. Còn lứa nữa thì họ vận dụng toán vào cuộc sống một cách đơn giản thiết thực, làm sao họ nhớ, họ vận dụng được là được. Chẳng hạn như 5 × 35 đấy, họ biết như vậy. Rồi họ biết phép tính cộng, phép tính nhân, họ biết hoạch chu kế hoạch, biết cách đo lường khả năng rủi ro, khả năng cơ hội phát triển, làm như thế là giỏi là tốt rồi đấy, chứ đừng có quá cao siêu các bạn nhé đấy. Và trả lời cho những cái câu hỏi là những người họ học toán họ làm ăn cái gì, nhưng những người đó không nói là không phải là họ học toán thôi, học toán phổ thông, nhưng toán cuộc sống họ học rất nhiều, họ nghiên cứu vặt đâu đó,
thì mới dự đoán được quy luật đó. Họ rất giỏi toán, đừng có xem thường, đừng có nghĩ họ không giỏi, không biết toán. Họ giỏi hơn các bạn đấy. Họ có thể không giải những bài toán trên giấy tờ, nhưng họ đã giỏi, giải rất tốt các bài toán thực tiễn. Các bạn phải nhớ như vậy. Thì hôm nay hơi miên man một chút. Thầy nếu trả lời một câu hỏi là tại sao học sinh học toán nhiều đến vậy? Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.